Ơi, hello, chào mọi người. Hello. Chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của Quân Channel 86 nha. À, hôm nay thì mình và nguyên nhóm sẽ có chuyến hành trình đi đến Côn Đảo nha các bạn. Đây, mình đang có mặt ở thành phố Cần Thơ để đi chuyến tàu tốc hành Mai Linh từ Cần Thơ đi Côn Đảo. Hôm nay là ngày khai trương cái chuyến Mai Linh các bạn. Đây, hành lý. Đây là đằng xa xa các bạn có thấy cái màu xanh không? Đó, đó chính là cái chuyến tàu tốc hành Mai Linh Express đó các bạn. Đó, sẽ đi từ xuất phát từ bến Ninh Kiều của Cần Thơ đi thẳng đến Côn Đảo luôn. Xin chào các bạn. Giá vé 544.000 này là đã được giảm 20% rồi nha các bạn. Tại đây là hôm nay là chuyến đầu tiên của Mai Linh Express, cho nên là sẽ được giảm 20% trên giá gốc, hình như là 600 mấy chục ngàn á, là một chiều. Thì khi các bạn mua vé thì các bạn phải có giấy chứng minh nhân dân rồi mình mới đặt vé được nha các bạn. Rồi thôi bây giờ mình lên tàu. Đây, mình đang đi lên tàu các bạn ơi. Đây, chuyến tàu Mai Linh Express rất lớn luôn. Đó, đây là không gian ở bên trong con tàu nè các bạn. Rồi đây là ghế của mình. Đây, ở đây. Rồi mình sẽ ổn định vị trí một chút rồi mình sẽ đi vòng vòng mình quay cho các bạn xem nha. Đây, đây là ở trong toilet nam nha các bạn. Để đi chuyến hành trình dài 4 tiếng đồng hồ thì cái toilet rất là quan trọng. Này các bạn có thể thấy, như vậy thì chúng ta có thể đi thoải mái luôn. Đây, tàu này mới hoạt động cho nên có thể sức chứa đến 250 khách nha các bạn. À, các bạn có thể nhìn thấy rất là nhiều hàng ghế. Đây, 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 đây là quang cảnh trên bon tàu nha các bạn. À, các bạn có thể nhìn toàn cảnh Bến Kiều nè. Các bạn có thể thấy toàn cảnh Bến Kiều luôn. À, hiện tại ở trên bon đang rất là nắng. Mùa này là cái mùa nóng các bạn. Ở ngoài thì giờ này nắng kinh khủng luôn nè. Đây các đồng đội đi chuyến Côn Đảo này với mình. Đây các bạn có thể thấy toàn cảnh Bến Kiều nha. Chưa thấy toàn cảnh nha. Đây, hôm nay là cái chuyến gọi là khai trương của Mai Linh Express, chuyến đầu tiên luôn các bạn. Thì hôm nay mình sẽ trải nghiệm, nếu mà có gì hay mình sẽ quay cho các bạn xem nha. Rồi bây giờ thì đi vô trong núp thôi, nắng quá nắng chịu nổi. Đây. À đây, giờ mình sẽ đi xuống. Ai à? Ai chế này không phải gặp.
Đây, rất đông nè. Thôi về ổn định chỗ ngồi. Rồi một chút chạy xong mình đi vòng vòng tiếp. Đây, bây giờ mình sẽ review cái chỗ ngồi của mình nè. Đó. Nó sẽ có một cái bàn ăn, một bàn để nướng nha các bạn. Đó, giờ này tàu đã chạy, bắt đầu chạy, tiếng hơi ồn. Đó, các bạn có thể nghe thấy nè. Đây. Đây. Đây là mấy cái bịch ối. Đây. Ai có nhu cầu ối thì xả vô đây. Ghế rất là mới. Đây là chuyến tàu đầu tiên cho nên là trang thiết bị cũng rất là mới nha các bạn. Hôm nay là khui hàng đập thùng. Đây, đây mỗi hàng ghế là sẽ có 3 ghế trên một hàng. Trong giá vé thì bao gồm một chai nước và một cái khăn lạnh miễn phí nha các bạn. Đó, các bạn phục vụ đang đi phát nước và khăn nè. Đây, lên tàu thì sẽ được một phát một chai nước suối và một cái khăn lạnh nha các bạn. Giờ này hơi ồn thì có thể là cái đoạn này mình sẽ lồng tiếng vào chứ các bạn không nghe được đâu, rất là ồn. Tàu chạy không, các bạn có thể nghe tiếng động cơ. Nếu ồn thì mình lồng tiếng bạn. Đây, giờ này là quang cảnh bên ngoài tàu rồi các bạn. Đây, giờ này tàu chạy thì chưa có ra mở cửa được nha. Không khí trên bon rất là đông vui nha. Đây, hôm nay là chuyến đầu tiên cho nên là đây có HTV luôn, chắc chắn là sẽ lên được đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Đây, sóng chạy nè các bạn. Quá dữ, quá dữ. Khúc này gió quá gió, không dám nói chuyện luôn các bạn, sợ rớt cái điện thoại xuống. Chạy tốc độ này gió kinh khủng lắm. Đây, có thể trong video các bạn thấy chậm nhưng mà ở ngoài chạy với tốc độ rất nhanh nha các bạn. Và đây là hai bên bờ sông Hậu, các bạn có thể thấy rất là nhiều cái tàu lớn đang chạy ở trên dòng sông Hậu nè. Resident luôn rồi các bạn. Đây, ồ quá dữ. Đây. Ồ. Mày đi vô. Thôi được rồi. Đây là quang cảnh ở khoang hạng Business nha các bạn.
đó, các bạn có thể nhìn thấy. Đây là ở khu vực đầu tàu nha các bạn. Đó, các bạn có thể thấy trang thiết bị cũng rất là mới cáo luôn. Tàu mới mà, cho nên là rất là đẹp. Đó, những cái trang thiết bị ốp gỗ và sàn. Đây, có một cái tủ của Pepsi. Pepsi hân hạnh tài trợ chương trình này. Đây, phao thì được nhét trên những cái chỗ để cũng rất là gọn gàng, sạch sẽ và an toàn nha mọi người. Tất cả các hành khách dường như đã rất là mệt mỏi nè. Có rất là nhiều người say sóc thì phải nằm nghỉ nha các bạn. Đây, các bạn có thể thấy rất là nhiều ghế, 250 ghế. Hello các bạn. Bây giờ thì trên bon đã rất là ít người rồi nè. Nãy đông quá đông, quay không được. Đây là ly cà phê miễn phí nha các bạn. Đây là G7 trên tàu Mylan Express này thì sử dụng G7. Hôm nay là chuyến đầu tiên nên là ly này là miễn phí, còn sau này là tính phí. Hôm nay thì chuyến này đồ ăn buổi trưa cũng miễn phí luôn. Giờ trưa nay mình sẽ review cho các bạn là ăn gì. Đồ ăn free, còn ly này là ly cà phê rất là chill. Đây, ở giữa sông má. Đây, hôm nay suất ăn trưa sẽ là mì ý spaghetti sốt thịt bò bằm. Đó, các bạn có thể thấy những bạn tiếp viên phục vụ rất là chuyên nghiệp nè. Đó, cái phần này là ở trên khoang hạng business nha các bạn. Đó, hạng business sẽ được chuẩn bị thức ăn trước, thì sau đó sẽ tới khoang hành khách hạng phổ thông. Đây, một bạn nữ tiếp viên đang tạo dáng để cho các phóng viên tác nghiệp nha các bạn. Đó, vì chuyến tàu này là đầu tiên nên rất là nhiều phóng viên tác nghiệp. Bây giờ chúng ta sắp sửa ra cửa biển nè các bạn. Sắp sửa ra biển thì sẽ có cảnh sát biển đến kiểm tra tàu nha. Đây là chuyến tàu đầu tiên cho nên là sẽ có biên phòng của đường biển, đường thủy để lên kiểm tra cũng như là các công tác an ninh như an toàn của chiếc tàu mới nha các bạn. Hello mọi người. Hôm nay là ngày đầu khai thác cho nên là đây có các anh cảnh sát biển, biên phòng để lên tham quan tàu mới các bạn. Đằng xa xa thì có một cái bà. Cái sông này rất là rộng nha mọi người. Đây là một cái thủ tục mừng tàu mới nè các bạn. Thả những chú chim bồ câu để tượng trưng cho sự hòa bình, sự may mắn. Thì thủ tục này sẽ làm cho chiếc tàu sẽ ra khơi suôn sẻ nha các bạn. Đây, hiện tại chúng ta đang dừng ở cửa sông, bắt đầu ra biển lớn thì sẽ dừng lại thả những chú chim bồ câu này. Rồi chúng ta hãy cùng chờ đợi đi xem tiết mục thả chim bồ câu hòa bình. Đây, chúng ta cùng đếm có tổng cộng 10 chú chim bồ câu nha các bạn. Số 10 là một số tròn chỉnh và một số đẹp đối với chúng ta, thể hiện sự may mắn. Đây, các bạn có thấy xung quanh rất là nhiều các bạn vừa phóng viên, vừa YouTuber và những người quay phim chụp ảnh rất là nhiều luôn nè. Các bạn vừa thấy có một chiếc flycam vừa bay lên thấy không? Đâu rồi, flycam bay đâu có tiêu rồi.
sẽ chụp ảnh toàn cảnh, sẽ quay được những cái clip thật là đẹp khi mà những chú chim này bay lên nha. Đây, đây có hai bạn tiếp viên đại diện cho hãng Mai Linh và đại diện cho cả đoàn tàu sẽ chuẩn bị thả những chú chim. Hai bạn tiếp viên một nam và một nữ nha. Thể đó, một cặp đôi rất là đẹp để thả những chú chim này bay lên trời. Các bạn hãy cùng chờ đón xem nha. Đây, các bạn có thể thấy rất là nhiều người đang nóng lòng chờ đợi khoảnh khắc mà những chú chim này bay lên. Đây, rất là nhiều người tác nghiệp đang chờ đón cái khoảnh khắc này các bạn. Chờ nãy giờ rồi mà chưa thấy thả chim bay lên nữa. Đây, đây mình cũng đang rất là sốt ruột nè. Có lẽ cái chú chim bồ câu này được nuôi nên là đã quên cách bay rồi. Ba. Đúng là sau nhiều năm được nuôi thì chú bồ câu quên cách bay rồi. Chú bồ câu nói trong lòng đang có người cho ăn, cho uống, cho ăn chi. Đây chúng ta có một đàn đồ bồ câu biết đây các bạn ơi. Làm lại lần nữa với hai đứa. Rồi, hai con nha. Rồi nè. Rồi, cũng qua đây. Ô, bay quá cao luôn. Sẽ quay tắm coi. Cứ đậu đây 10 chú bồ câu nãy giờ thả khoảng nửa tiếng hồ rồi mà không thèm bay các bạn ơi, nó cứ đi bộ hoài. Chỗ này là nó đã quen được nuôi nhốt rồi, nó sẽ không biết cách bay hay là nó không muốn bay ra ngoài. Không có đồ ăn các bạn ơi, ở trên tàu và trong lòng có đồ ăn rồi uống rồi. Nãy giờ rất là nhiều người muốn quăng cái chú bồ câu lên mà nó không chịu bay nha. Đây các bạn, cái chú bồ câu này rất là thông minh nha, không bay, bay ra ngoài sẽ không có đồ ăn. Đây là chúng ta là được nuôi trong lòng rất là nhiều năm rồi. Đây, hiện nay thì chúng ta sắp ra ngoài biển rồi các bạn. Đây chúng ta đang ngoài cửa biển nè. Đây. Đây các bạn. Từ từ á. Rẽ đi, trúng đầu đó. Đây. Nó trúng đầu đó ba ơi. Đi cho giúp cái đi. Cần lấy cái máy này nữa. Rồi chúng ta cùng chứng kiến giây phút lịch sử nha. Có khả năng là cái flycam này có thể một là đáp xuống tàu, hai là đáp xuống biển. Bệ này bay nó hơi lệch lệch nha. Gió quá.
như tên lửa đi, mình đâm đâm đầu xuống. Đang ơi, đó anh em vô đi anh. Anh vô đi anh. Rồi, đã vô, đã vô. Đâu phải dừng nàng chỉ yếu ổn định kiểu gì. Sao dừng rồi đấy? Đây gương mặt rất là căng thẳng, quanh điều khiển flycam. Xuống đệ, xuống đệ, xuống xuống xuống. Ô. Đây đây rất rất là căng thẳng và hồi hộp. Cái loại cam chuẩn bị đáp xuống rồi nha. Rồi. Mình nghĩ là một trong những cái cánh của nó đã bị gãy, đâm vào cái lan can của cái tàu rồi các bạn. Chờ nãy giờ cuối cùng chim cũng chưa bay mà loại cam thì gãy cánh. Quá chán. Sau một hồi thuyết phục thì các chú chim bồ câu cũng không chịu bay, cho nên là ở đoàn quyết định cho nó vào lòng lại nha các bạn. Hôm nay là chuyến đầu tiên cho nên là sẽ được suất này free, miễn phí nha các bạn. Miễn phí một suất đồ ăn và nước uống. Nói chung là món mì ăn rất là ngon. Giờ này là khoảng 11 giờ rưỡi trưa rồi thì tàu đã chạy ra ngoài cửa biển. Bán một suất đồ ăn rất là ngon. Đây món mì spaghetti sốt bò bằm rất là hấp dẫn, các bạn có thể nhìn thấy. Mọi người sẽ được phát một suất ăn miễn phí vì đây là ngày đầu khai trương tàu. Đây món spaghetti này là của hãng cơm máy bay nha các bạn. Thì khi nghe đến cơm máy bay thì chắc chắn mọi người cũng đã biết nó xuất hiện ở trên rất là nhiều chuyến bay, ví dụ như Vietjet nè các bạn. Hai bước thôi. Rồi bạn thấy phần ăn miễn phí trên đây nè. Xin chào tất cả các bạn. Phần ăn miễn phí của mình hôm nay là phần mì sốt bò bằm. Đây. Mì rất là nhiều nha. Này ngoài tiệm bán trăm mấy đó. Rồi cho cảm nhận thử vị nó làm sao. Thịt bò không mềm. Rất xịn xò nha mọi người. Ok. Quá ngon luôn. Đậm đà. Nên thử đi Côn Đảo bằng tàu Malin Express để trải nghiệm những dịch vụ giống như là trên máy bay. Xin chào tất cả các bạn. Bốn bề đều là biển. Đây, đằng kia là Côn Đảo rồi nha các bạn. Để gần tới cảng và gần cập bến Côn Đảo rồi. Rồi đi 3-4 tiếng hồ cuối cùng cũng đã tới. Rất là mệt mỏi. Đây bạn có nhìn thấy xung quanh biển cả bao la luôn. Hello mọi người. Đây chính là Côn Đảo đây. Chúng ta đã gần tới Côn Đảo rồi. Nhưng mà bây giờ bên mấy bạn thành viên đoàn thì đã kêu vào trong bon tàu để ổn định chỗ ngồi để sắp cập cảng. Thôi bây giờ chúng ta hãy cùng ổn vào chỗ ngồi nha. Thì khi mà lên đảo là mình sẽ review cho các bạn thêm nhiều cái ở trên đảo nữa.
nhớ bấm đăng ký kênh theo dõi nha.